Câu 23 này. Phật sao điều hòa với tần số F bằng 10 Hz, biên độ là 4. Vậy thì 10 Hz chu kỳ T của ta bằng 0,1 giây, biên độ A bằng 4 cm. À, 4 cm này. Ở một thời điểm nào đó, vật chuyển động theo chiều âm qua ly độ là dương 2. À, thầy đọc nhầm rồi. Thời điểm mà nó vật qua ly độ x bằng 2 và chuyển động theo chiều dương, nó đang ở ly độ x bằng 2 theo chiều dương nhé. Thầy vẽ hình như này. 0 này, đây là 4 này, dưới này là -4, ly độ 2 theo chiều dương và đi lên này. Sau đó này, sau đó 0,25 giây, delta t ở ta bằng 0,25. 0,25 giây thì bằng 2,5 là chu kỳ rồi. 2,5 là chu kỳ T. Thì ta tách nha nhé, ta tách 2T cộng với 0,5T nữa. 2T cộng 0,5T. Sau 2T thì vẫn ở lý độ 2, vẫn ở lý độ 2 theo chiều dương nhé. Và sau nửa chu kỳ nữa. Ở chu kỳ nữa thì ta biết rằng là sau nửa chu kỳ thì vật sẽ thay đổi hoàn toàn về đổi dấu hoàn toàn về chiều và đổi dấu về cả lý độ nữa. Thì các em thấy này, lý độ 2 này mình đang đi lên này, vậy thì sau đó nó sẽ ở lý độ -2 đó. Không thì các em kiểm chứng có thể cộng ra kết quả ngay. Thì chỗ này của thầy là t trên 2 này, t trên 2, chỗ này là t trên 2 thì tách ra này. T trên 2 thì bằng t trên 6 cộng t trên 3. Mà đi từ 2 đến 4 là ta hết t trên 6 rồi. Vậy đi từ 4 đến âm 2 là hết t trên 3 nữa. Ta sẽ được ngay. Vậy vật sẽ kết thúc ở lý độ x chỉ bằng -2 cm và đi theo chiều âm. Ta đọc đáp án là đáp án C nhé. X bằng -2 theo chiều âm. Câu 24. Câu 24 này. Vật sau được hóa phương trình x bằng 4 cos 0,5 pi t trừ đi pi trên 3 cm này. Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua ly độ x bằng 2 căn 3 theo chiều âm? Vật đi qua ly độ x bằng 2 căn 3 theo chiều âm ở những thời điểm nào? Vì bài toán này thì ta nên giải phương trình đường giác. Vì các thời điểm đưa ra nó không nói rằng là thời điểm lần thứ nhất, lần thứ hai hay là thời điểm khoảng thời gian là ngắn nhất. Nên là ta phải kiểm tra phương trình đường giác của ta nghiệm t như nào để ta chọn trong các đáp án. X bằng 2 căn 3 theo chiều âm thì từ đó ta được hệ phương trình này. X bằng 2 căn 3 theo chiều âm tức là V âm. Giải phương trình này thôi. 2 căn 3 này thì ta được là cos của ta. Phải viết tắt nhé. Cos này bằng 2 căn 3 chia 4 là căn 3 trên 2. Cos này, V âm thì sin dương. Sin của góc đó là dương. Họ nghiệm cos này bằng cos của pi trên 6 đây này. Cái này thì là cos của pi trên 6. Cos pi trên 6 từ đây ta là hai họ nghiệm là cộng trừ pi trên 6 và sin dương, ta phải lấy góc dương. Vậy ta được góc là 0,5 pi t trừ đi pi trên 3 bằng họ dương là pi trên 6. Pi trên 6 cộng với k là 2 pi. Tương đương, thầy em giải ra thôi. Pi trên 3 cộng pi trên 6 là chỗ này là pi trên 2. Pi trên 2 em nhân chéo lên. 0,5 nhân là pi t trên 2 nhân chéo lên là chỗ này pi trên 2 này nhân 2 là 1. 1 cộng với nhân 2 là 4k. 1 cộng 4k. Không phải là chấp nhầm đề bài. Đấy, thầy đã chấp nhầm rồi, thầy chấp nhầm câu này là câu 25 nhé. Em sửa lại cho thầy câu 25 đấy. Không, câu 24 đâu. Câu 25, đúng không? Chính xác. Nhưng mà lý độ này là 2 căn 3. Ok, đúng không? 1 cộng 4k, vậy từ đó suy ra các thời điểm t của thầy thỏa mãn này. Vì k này là phải lớn bằng 0, các thời điểm sẽ là 1 này, 4 này, 9 này, .13 này, .. Nó lập thành một cấp số cộng, không sai là bằng 3. À, 1 này, chỗ này xin lỗi cho 5. Không sai là bằng 4. Không sai là 4. Thì bây giờ các em chọn ra đáp án là đáp án B, đúng không? Chỉ có mỗi đáp án T bằng 5 giây là hợp lý. Còn các đáp án T bằng 2 giây hay là 1/3, 4/3 đều không thỏa mãn hết. Thời gian T nó phải là số nguyên. Đây là câu 25 nhé. Câu 24 thì các em cũng làm tương tự như vậy. Thì các em phải giải ra đặc nghiệm T bằng 4/3 giây. Nói thì giải phương trình lượng giác từ cái ly độ x và các em hạn chế thêm cái điều kiện từ cái V nữa. Câu 26. Câu 26.
Vật dụng được hòa với phương trình là x gì bằng a cos của 2pi chia t nhân với t cộng với vi nhân 2 là omega t đấy. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc vật bắt đầu dao động t bằng 0 đấy, t bằng 0 cho đến thời điểm mà vật có gia tốc bằng một nửa giá trị tự đại đến thời điểm a và độ lớn a đấy là 1/2 của a max. A bằng 1/2 a max. Kép triển khai như thế này này, t bằng 0 thay vào kép thay được ngay là cos của pi nhân 2 thì bằng 0 và x bằng 0. X bằng 0 thì không quan trọng chiều nhé, đi chiều nào cũng như nhau thôi. Cho đến ở điểm a bằng 1/2 a max, a thì bằng omega bình x gì thì bằng 1/2 lần omega bình a và x bằng a/2. Chỗ này chung ghi lại của ta chính là x bằng a/2 hoặc trừ a/2 thì cũng giống nhau. Vậy chung ghi lại ta được delta t của ta cần tìm là chính là từ 0 đến a/2 1/12 t. 1/12 t. Các em được đáp án là a. Câu 27 thì mọi người vẽ hình ra. Câu 28 thì tương tự như câu này. Câu 28 thì nó chính là câu này đấy. Câu này. Sau 0.25 giây nhé. Đề bài cho là 2 cm để đi theo chiều âm, vậy thì đảo lại sau đúng t nhân 2 thì nó sẽ được là đi theo -2 và đi theo chiều dương. Vậy thì trước câu 29. Câu 29 này. Vật dụng hóa phương trình này, x bằng 4 cos của 4pi t cộng vi nhân 6. 4 cos 4pi t cộng vi nhân 6 này. Thời điểm lần thứ 3 vật qua ly độ x bằng 2 theo chiều dương. Đây ta có thể giải bằng hai cách này. Cách thứ nhất này, ta dùng phương trình đại số để ta giải thì có thời điểm vật qua ly độ x bằng 2. X bằng 2 cm theo chiều dương này, x bằng 2 này theo chiều dương tương đương này. Ta thì giải nhanh nhé. Cos này có thể bằng 1/2. 2/4 mà v dương thì xin không? Xin góc này là không? Xin góc này không? Tương đương với này. Cos 1/2 là góc này sẽ là đạt nhận giá trị là cộng trừ vi nhân 3 cộng với k lần 2 2pi và sin. Sin của góc đấy vẫn là ông và ta sẽ tìm một góc nào đây? Góc sin âm thì lấy góc âm, vậy thì góc đó là 4pi t cộng với pi trên 6 thì bằng trừ pi trên 3 cộng với k lần 2 pi. Đó ta tìm bằng t này trừ pi trên 6 trừ pi trên 3 là trừ pi trên 2, vậy trừ 1/8 trừ 1/8 cộng k trên 2 trừ 1/8 cộng k trên 2 và k của ta phải lấy lớn hơn bằng 1 nhé, k lớn bằng 1. Vậy thời điểm lần thứ 3, lần thứ 1 này là ứng với k bằng 1, lần thứ 2 là ứng với k bằng 2, lần thứ 3 ứng với k bằng 3. Nhưng mà giả dụ chỗ này khi của thầy mà không có dấu âm nhé, thì lần thứ nhất của thầy phải lấy k bằng 0 nhé. Lần thứ 3 ứng với k bằng 3 thay vào ta sẽ tìm được. Đề bài nói rằng là lần thứ 3 vượt qua vị trí x bằng 2, k bằng 3 này trừ 1/8 cộng với 3/2 và 4 12 thì 1 là 11/8. Ta sẽ được đáp án là 11/8 giây. Đấy là cách thứ nhất là thầy giải. Cái này có vẻ cũng giải đấy. Cách hai thầy vẽ hình. Cách hai thầy vẽ hình nhé. Đây, cách thứ hai thầy vẽ chỗ này. Kiểm tra thời điểm t bằng 0 thì thầy biết là bắt đầu đi từ đâu. T bằng 0, x0 như nào, v0 như nào nhé. X0 là bằng cos của pi trên 6 thì bằng 2 căn 3 này trừ sin pi trên 6 v âm rồi. Góc dương thì v sẽ âm. Ta vẽ hình nha này. 0 này, đây là vật đi độ 4 này. Dưới là -4 này. -4 này. Vậy cần tìm các thời điểm vật qua đi độ 2 theo chiều dương. Lưu ý là lần thứ 3 nhé. Lần thứ 3. Vậy bắt đầu đi từ ly độ 2/3. Rồi, 2/3 đây. 2/3 đi theo chiều âm. Đây là thứ nhất vật qua đi độ 2 này. Nhưng mà đây là qua đi độ 2 này, 2 này, 2 theo chiều âm. Không được, 2 theo chiều dương cơ. Lần thứ nhất này. Đi xuống này. Đây là lần thứ nhất đây này. Lần thứ hai lại như này cơ. Đó, đây là lần thứ hai. Lần thứ ba của ta như này. Đây lần thứ ba đây.
Vậy ta cộng vào tạo được thời gian tương đối là dài. Tương đối dài. Cộng vào ta sẽ được này, t này vào bao nhiêu này? Đi từ 2 căn 3 xuống đây. A căn 3 trên 2 về 0 người ta hết là t trên 6 rồi. T trên 6 nhá. T trên 6 cộng với cái đoạn này t trên 4. T trên 6 cộng t trên 4 là thành 5t trên 12. 5t trên 12 này. Cộng với này. Rồi đi đây xuống này. Chưa qua lần nào, chưa qua được là 2 t trên dương lần nào. Và đi lên một lần. 1t trên 2 này. Thêm 1t trên 2 này. Đi đây về nữa. 1t nhá. Đây ta là 1t. Rồi. 1t này mới qua được một lần. Mới qua được một lần đây này. Mới qua được một lần chỗ này. 1t này, đi lên đây nữa, đi về đây nữa, ta lại được 1t nữa. 1t nữa nhé. Là 2t. Và trong cái đi nhờ, đi xuống đây trong 2t ta mới được thêm một lần nữa. Một lần nữa đi lên như này. 2t. Cộng thêm một đoạn này đây này, từ đây cho nó t nhá. Đoạn này nhá. Xuống đây này, đi lên này, đi xuống này, lại được 1t đoạn này này. Sau đi lên nữa, đi xuống là 1t nữa này, 2t này. 2t cộng với đoạn này nữa, đi từ 0 về đây t trên 3 nữa. Ta còn lại đi từ biên lên a trên 2 là t trên 3. Vậy thì cộng thêm 2t, cộng thêm t trên 3 nữa. Thời gian của thầy sẽ được như vậy. Quy đồng này, chỗ này là 2t này, để nguyên nhé. 5t trên 3 cho là 4 này. 4 5 là 9 này, 9 phần 12. 9 phần 12 thì chính là bằng 3 phần 4. 3 phần 4 cộng với 2. 2t này, cộng 3t trên 4. 2, 3 là 8. 2, 4 là 8, 3 là 11 phần 4. 11 phần 4 t. Và t của ta thì bằng 2, 1 phần 2. Vậy chỗ này ra là 11 phần 8. Rồi. Đây là cách mà thầy hay dùng. Thầy không muốn giải thành tiền cái giá, thầy vẽ hình rồi nhờ. Đếm trên hình vẽ. Số lần nếu như mà hỏi lần thứ bao nhiêu thì ta cố gắng là tách theo chu kỳ ra. Đấy là câu số 29. Câu 29. Ở câu 30 thì không có gì này, 30, 31 này. 30, 31. Câu 32 giải thứ tự câu này. Thầy sẽ giải câu 32 cho các em.